Kanye West kết hôn với nữ nhân viên nóng bỏng. Kanye West được cho là đã kết hôn với nữ nhân viên Gigi. Hai người bị bắt gặp đeo nhẫn ở ngón áp út trong khách sạn. TMZ đưa tin Kanye West kết hôn với Bianca Censori, kiến trúc sư làm việc cho thương hiệu thời trang riêng của nam rapper, trong buổi lễ thân mật ở Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ, vào ngày 12 tháng 1, giờ địa phương. West và Censori đã nói tôi đồng ý trước chủ hôn khi trao nhẫn cưới. Nguồn tin tiết lộ hôn lễ chỉ mang tính hình thức, cặp vợ chồng mới chưa ràng buộc nhau về mặt pháp lý. Vào cùng ngày, họ được nhìn thấy đến khách sạn Waldorf Astoria, Beverly Hills, ngón áp út có đeo nhẫn. Thời gian gần đây, chủ nhân Heath Famous nhiều lần xuất hiện ở khách sạn kể trên. Vesic dự đoán anh đang sống tại đó. Cặp đôi chưa xác nhận tin đám cưới trên mạng xã hội. Đại diện của Kanye cũng không phản hồi khi được báo chí liên hệ. Không có nhiều thông tin về Bianca Censori. Theo Vesic, cô gia nhập Gigi vào tháng 11 năm 2020. Censori có ngoại hình nóng bỏng không kém vợ cũ Kim Kardashian và những người tình khác của Kanye. Báo chí quốc tế không rõ thời điểm hai người hẹn hò. Tháng 12, rapper 7X phát hành bài hát có tựa đề Sensory Overload được cho là dành riêng cho tình mới. Ngày 9 tháng 1, họ dùng bữa cùng nhau trong nhà hàng. Đám cưới bất ngờ diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Kanye giải quyết xong thủ tục ly hôn với Kim Kardashian, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Hai người chia sẻ quyền nuôi 4 con, bao gồm No, 9 tuổi, Xanh, 7 tuổi, Chicago, 4 tuổi và Pam, 3 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12, bà chủ Skims thừa nhận chăm sóc và nuôi dạy các con cùng chồng cũ là điều khó khăn. Kể từ khi đứt cánh với Kim, Kanye có loạt mối tình chớp nhoáng với Irina Shayk, Julia Fox, Juliana Nalu, Vinetria, Jenny Zone và Candace Wanpole.